Hà Thương xin chào các bạn khán giả của kênh Bóng Đá 365 Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây Chứng kiến U20 hạ U20 Úc, huấn luyện viên Qatar ngao ngán trước trận đấu quyết định với U20 Việt Nam Huấn luyện viên U20 Kata đã có những chia sẻ trên báo giới về những trận đấu tại bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023 Tối ngày 1 tháng 3, U-20 Qatar đã có trận mở màn gặp U-20 Iran trong khuôn khổ bảng B vòng chung kết U-20 châu Á 2023. Trận thua khiến Qatar buộc phải có điểm trước U-20 Việt Nam ở trận tới nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Phát biểu với truyền thông, huấn luyện viên trưởng phía U-20 Qatar Inaki Abadia cho biết trận đấu diễn ra khó khăn và Iran đã thể hiện một màn trình diễn ấn tượng bằng cách kiểm soát trận đấu ngay từ đầu. Ý chí chiến thắng của họ tốt hơn chúng tôi và họ đã có nhiều cơ hội trong hiệp 1. Thật không may chúng tôi không thể giữ bóng lâu và đó là sai lầm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đối đầu với Việt Nam trong trận đấu phải thắng vào thứ bảy tới, hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra đúng ý muốn. Trong khi đó huấn luyện viên U20 Iran phát biểu: Toàn đội đã xác định được sức mạnh của Qatar trước trận đấu và cố gắng gây sức ép với họ ngay từ đầu, nhưng 10 phút đầu tiên đã không diễn ra như kế hoạch. Mặc dù có rất nhiều cơ hội nhưng chúng tôi đã không tận dụng được. Toàn đội duy trì quyền kiểm soát trong hiệp 1, nhưng tiếc là để vụt mất cơ hội Chúng tôi tận dụng hai bên cánh trong hiệp 2. Tôi đã yêu cầu các học trò của mình di chuyển vào trong vòng cấm nhiều hơn. Điều này đã phát huy tác dụng, giúp U20 Iran có chiến thắng đầu tay. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Mohamed Reza Torabi thì cho rằng tinh thần đồng đội đã giúp Iran đánh bại Qatar. Lẽ ra U20 Iran đã có thể dễ dàng ghi 3 bàn trong hiệp 1 nếu như dứt điểm chính xác hơn. Pha lập công duy nhất của Mohamed Habavi trên chấm 11m đã giúp U-20 Iran vươn lên dẫn đầu bảng B, vòng chung kết U-20 châu Á 2023. Ở lượt trận tiếp theo, đoàn quân của huấn luyện viên Samad Mafavi sẽ gặp U-20 Úc vào ngày 4 tháng 1. Hé lộ cầu thủ U-20 Việt Nam sắp được huấn luyện viên Philip Chuzer triệu tập. Huấn luyện viên Philip Chuzer đang theo dõi sát sao U-20 Việt Nam và sẽ triệu tập một số cái tên lên U-23 Việt Nam. U23 Việt Nam đã bắt đầu hội quân đầu tiên của mình trong tháng 3, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 3 với quân số là 41 cầu thủ. Đây là bản danh sách được huấn luyện viên Philip Trezor đưa ra chỉ chưa đầy một ngày sau khi chiến lược gia người Pháp đặt bút ký và bản hợp đồng chính thức với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tới năm 2026. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là lực lượng cuối cùng của U23 Việt Nam. Trong thời gian tới, sau khi U20 Việt Nam trở về ở vòng chung kết U23 châu Á 2023, chắc chắn sẽ có những cái tên xuất sắc nhất lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Philip Chuzer và được triệu tập bổ sung lên U23 Việt Nam. Những cái tên đó khả năng cao cũng rất quen mặt với người hâm mộ. Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường đã được triệu tập lên U23 Việt Nam và thi đấu ấn tượng ở vòng chung kết U23 châu Á 2022 trước đó. Những sao mai như Quốc Việt, Đức Việt, Đinh Xuân Tiến cũng là những tài năng cực kỳ đáng chú ý. Chia sẻ với truyền thông, huấn luyện viên Philip Chuzer hé lộ về kế hoạch này. Những cầu thủ được gọi lần này là lứa tiềm năng, Chúng tôi sẽ cùng đánh giá từng bước để tìm ra những tài năng xuất sắc nhất. Đặc biệt tôi và các trợ lý cũng sẽ theo dõi đội U20 Việt Nam tham gia giải U20 châu Á 2023 vì tôi đang theo dõi một vài cầu thủ của đội U20 mà trình độ của họ có thể tham dự SEA Games 32. Để rồi không phụ lòng mong mỏi của huấn luyện viên Philip Chuzer, U20 Việt Nam đã khởi đầu vòng chung kết U20 châu Á 2023 theo cách không thể ấn tượng hơn với chiến thắng 1-0 trước U20 Úc. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Nguyễn Quốc Việt, cái tên chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự chú ý trong thời gian tới. Có thể thấy huấn luyện viên Philip Choser đang cố gắng tạo ra một lứa cầu thủ trẻ tài năng để hướng tới những giải đấu quan trọng trong tương lai, với mục tiêu xa nhất là World Cup 2026. Đây cũng sẽ là lực lượng kế cận cho thế hệ vàng Quang Hải, Công Phượng, Hoàng Đức ở đội tuyển Việt Nam hiện nay. U20 Việt Nam cú đánh gót ngẫu hứng và chiến binh thép khiến U20 Australia phải đau đầu. Trong chiến thắng đầy bất ngờ của U20 Việt Nam trước U20 Australia, tiền vệ Nguyễn Văn Trường đóng vai trò rất quan trọng. Phút thứ 76 của trận đấu, Văn Trường nhận bóng từ đồng đội rồi bất ngờ thực hiện cú đánh gót loại bỏ hai cầu thủ đối phương. Trái bóng sau đó nhanh chóng được đưa đến chân Bùi Vĩ Hào và suýt nữa U20 Việt Nam có được một bàn thắng. Trong vai trò một tiền vệ tấn công, những động tác xử lý bóng ngẫu hứng của Văn Trường không phải là điều lạ lẫm với người hâm mộ. Nhưng ở trận đấu gặp U20 Australia, Cú đánh gót nói trên là một trong số ít tình huống cầu thủ 19 tuổi có không gian để chơi bóng. Còn hầu hết thời gian có mặt trên sân, Văn Trường hoạt động như một cỗ máy pressing tầm xa và liên tục phải đấu sức với các cầu thủ đối phương. Được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn xếp chơi cao nhất trên hàng công, nhiệm vụ dành cho Văn Trường là làm rối loạn hàng thủ đối phương bằng khả năng cầm bóng và tranh chấp tay đôi. Trong các tình huống lên bóng, tiền vệ người Hưng Yên thường di chuyển để tạo ra khoảng trống cho đồng đội hoặc tham gia như một cầu nối chứ ít khi là điểm đến cuối cùng. Lần duy nhất văn trường tung cú đá là từ gần giữa sân, khi quan sát thấy thủ môn đối phương dâng cao. Sự năng nổ của cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC giúp các mũi nhọn khác của U20 Việt Nam có được nhiều cơ hội dứt điểm. Ở bàn mở tỷ số, ngay khi văn trường chủ động lùi xuống kéo theo hai cầu thủ đối phương, quốc Việt lập tức dâng lên. Chỉ sau vài đường truyền, U20 Việt Nam đã triển khai bóng từ sân nhà đến trước vòng cấm đối phương. Khoảng trống trước khu vực 16m50 là quá đủ để quốc Việt ngắm nghía và thực hiện pha dứt điểm không thể cản phá. Một bình luận viên truyền hình nhận xét, thể hình của U20 Australia có thể vượt trội U20 Việt Nam, ngoại trừ văn trường. Sự hiện diện của văn trường khiến cho các cầu thủ U20 Australia luôn phải canh cánh lo lắng và không thể đẩy toàn đội hình lên tấn công. Càng về cuối trận, những pha giữ bóng tinh quái đến từ tiền vệ người Hưng Yên càng khiến cho đối phương mất bình tĩnh. Thống kê chỉ ra rằng Văn Trường là cầu thủ U20 Việt Nam bị phạm lỗi nhiều nhất đến 4 lần. Khi đội nhà cần phòng ngự, Văn Trường trở thành lớp phòng thủ đầu tiên. Các trung vệ và tiền vệ trung tâm bên phía U20 Australia không thể thoải mái phân phối bóng khi có một cầu thủ liên tục áp sát họ. Tình huống ở phút thứ 26 là một ví dụ tiêu biểu. Văn Trường bắt bài và chặn được đường truyền vào trung lộ của cầu thủ đội bạn. Ngay sau đó đối phương áp sát để đoạt lại bóng, nhưng lại bị Văn Trường vượt qua bằng động tác xoay người tinh tế. Cuối cùng cách duy nhất để cầu thủ U20 Australia chặn một tình huống phản công nguy hiểm là kéo áo lộ liễu và chấp nhận lãnh thẻ vàng. Tất nhiên vẫn còn những hạn chế nhất định trong các pha xử lý của Văn Trường. Ở một vài tình huống lên bóng nhanh, anh đã có thể làm tốt hơn khi tung ra đường truyền quyết định. Đây là điều mà Văn Trường cần cải thiện để làm tăng chất lượng những pha phản công của U20 Việt Nam. Trước mắt U20 Việt Nam còn hai thử thách lớn ở vòng bảng là U20 Iran và U20 Qatar. Những thế trận phòng ngự phản công tương tự như khi đối đầu với U20 Australia là điều có thể hình dung ra được. Trong thế trận ấy, Văn Trường sẽ tiếp tục là quân bài quan trọng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trên con đường cùng U20 Việt Nam tạo nên thêm những điều đặc biệt. Cổ động viên Việt Nam bất ngờ gặp sự cố ở vòng chung kết U20 châu Á. Một cổ động viên Việt Nam đã gặp trục trặc trên đường tới cổ vũ cho U20 Việt Nam ở vòng chung kết U20 châu Á 2023. Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Úc trên sân Istikulon đã đón khoảng 5.700 khán giả tới theo dõi. Trong số đó có những cổ động viên đặc biệt khi mang trên mình màu áo cờ đỏ dao vàng. Được biết đã có một nhóm gồm 9 cổ động viên Việt Nam đến tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Trong đó anh Ngô Thanh Tùng là người duy nhất bay từ Nhật Bản sang Uzbekistan. Những khán giả Việt Nam còn lại là di chuyển từ thủ đô Tashkent đến địa điểm diễn ra trận đấu. Kể lại hành trình bay từ Nhật Bản sang cổ vũ U20 Việt Nam, anh Ngô Thanh Tùng chia sẻ. Sự cố tại Fergana, đáp chuyến bay duy nhất từ Tashkent đến Fergana lúc 6 giờ 50 sáng. Đến nơi thì tôi và tổ trọng tài của AFC bị thất lạc hành lý. Bên hàng không hẹn 8 giờ sáng hôm sau ra sân bay nhận hành lý. Tôi cũng bỏ hết đồ ăn, quần áo để ký gửi nên tình hình cũng căng nếu so với thời tiết tầm 3 độ. Nhờ có bóng đá mà bay mấy chục tiếng đến đây, nếu không chắc chẳng bao giờ đến những nơi này trải nghiệm một nét văn hóa mới cũng thú vị. Trận đấu tuyệt vời, trên sân cầu thủ đá quá hay, cổ vũ sướng luôn, 100% cổ động viên bản địa cổ vũ cho Việt Nam. Họ cực kỳ thân thiện và hiền lành, họ thích Việt Nam. Sau trận đấu nghe họ nói chúc mừng U20 Việt Nam mà thấy tự hào. Anh Tùng chia sẻ thêm với chúng tôi. Tôi đi xa vậy cũng chỉ mong trước tiên là bạn bè người quen hãy cùng ủng hộ bóng đá từ cấp độ trẻ. Khi các cầu thủ trẻ chưa nổi tiếng, từ đó tiếp thêm tinh thần cho toàn đội những nơi xa xôi thế này có cổ động viên Việt Nam trên khán đài, dù chỉ một người cũng tốt. Đến giờ phút này thì tôi cổ vũ tới khản cổ, không nói được nữa. Đồng thời anh Ngô Thanh Tùng cũng cho biết sẽ ở lại Uzbekistan để cổ vũ 3 trận trọn vẹn ở vòng bảng cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Sau trận đấu, đội trưởng U20 Việt Nam Khuất Văn Khang đã gửi lời cảm ơn tới tình cảm của khán giả. Tôi bất ngờ khi có nhiều khán giả Uzbekistan ủng hộ U20 Việt Nam. Đó là điều giúp chúng tôi chiến đấu mạnh mẽ, tinh thần tốt nhất. Tôi cảm ơn người hâm mộ ở Việt Nam và khán giả Uzbekistan bằng một lời cảm ơn chân thành nhất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức bóng đá hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.